Cô là Trần Thị Kim Dung, 63 tuổi. Trước đây cô công tác tại công ty xuất nhập khẩu Itimex. Chỉ là cô làm bộ phận siêu thị, cho nên là công việc cũng vất vả, đứng suốt 8 tiếng làm việc. Hôm nay thì cô nghỉ hưu, cô ở nhà làm công việc nội trợ. Cô ơi, vậy thì có phải là cái công việc của mình đứng lâu như thế nó cũng là nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh suy giãn tĩnh mạch của mình sau này không ạ? Cũng có thể, bởi vì là đi khám thì bác sĩ cũng hỏi, thì cô cũng nói là làm việc như thế thì bác sĩ là tại vì đứng nhiều, áp lực nó xuống các cái mạch máu thì nó bị đè nén. Thế xong rồi bác sĩ cũng cho mình đi siêu âm các thứ, thì bác sĩ kết luận là bị suy giãn tĩnh mạch. Vậy thì không biết là cô là bị suy giãn tĩnh mạch chính xác là từ cách đây là bao nhiêu năm ạ? Và lúc đấy thì có cái triệu chứng gì hả cô? Cô đã bị lâu lắm rồi, nhưng thực sự là mình không biết đấy là bệnh giãn tĩnh mạch đâu. Thực sự là không biết. Mình chỉ thấy nó nổi cái đường xanh, đường tím thì mình lại nghĩ là tại da mình, da chân mình nó mỏng á, mà lại trắng nữa. Thì có thể là nó, hoặc là cơ thể mình nó không được khỏe thì nó nổi mạch máu thôi. Thế đến khi mình đi tập thể dục bên hồ ấy, mình mặc quần sóc mà. Thế là hở cái kheo chân ra. Các cụ già ấy, ngồi ghế đá bảo ôi dồi chị này bị bệnh giãn tĩnh mạch rồi. Thế mình bảo giãn tĩnh mạch thế nào bà? Thế bà bảo con đi khám bệnh đi. Khám bệnh là bác sĩ nói là biết hết. Đúng ý cô mới biết đấy, khổ thế chứ. Thế đến khi đi khám mình bác sĩ mới nói thì mình mới thấy là đúng rồi. Tôi rất là thấy mỏi đi bộ một đoạn thôi. Mỏi lắm nhưng nghĩ là cái mình chắc là bị như là kiểu suy nhược cơ thể ấy. Cứ nghĩ thế thôi. Thế tôi cũng cứ thế tôi chủ quan, tôi tẩm bổ thứ nhưng không ăn thua. Xong cứ thế tê bì chân tay, xong rồi chán thế ngồi suốt ngày phải xoa bóp này, hoặc là nằm lúc thì mình để tay lên bụng, tay nó rất là tê, chân cũng thế, ngủ cứ phải gác lên thì cảm thấy nó dễ chịu. Đêm nào chuột rút hai bên chân, ôi dồi rút cứng luôn, phải 10 phút sau cứ mỗi lần trở mình lại rút, mà có những đêm 2-3 lần, buồn lắm. Đấy là lúc nặng nhất ấy, hai cái ống chân ấy làm sao mà nó cứ ngứa. Thế là mình cứ lấy hai cái gót chân mình kì vào nhau này, rộp hết cả chân này. Có hôm thì nó cứ giấm dứt trong chân như có con gì nó cắn ấy, khó tả lắm. Nói chung là khó chịu lắm ấy. Thế xong rồi chân sao cứ béo mật lên. Mà cái chân trái cô lại bị nặng hơn chân phải cơ. Đấy nó thành một bên to bên bé ở cái bụng chân ấy. Là bác sĩ mới cho thuốc đắp lông để uống. Thì thời gian đầu thì cô cũng thấy cái chuột rút nó cũng đỡ. Còn cái căng phòng mà chỉ do mình đứng khoảng 50 phút lại bị. Hoặc là ngồi mà nhặt rau mình phải ngồi bằng cái ghế thấp thấp này này. Nhưng vẫn tê chân. Đi lại vẫn thế. Đi bộ cô đi chợ là cô rất mệt. Cô uống được 3 tháng cô lại nghỉ, bởi vì cũng thấy nó có vẻ ảnh hưởng đến dạ dày ấy. Cảm thấy nó bị đau bụng ấy. Thế mình ngừng ngay thuốc. Thế thì bị suy giãn tĩnh mạch với các triệu chứng nặng nề như thế rồi ấy, thì cô thấy là nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cuộc sống rồi là cái sinh hoạt bình thường hàng ngày ở nhà của mình ấy hả cô? Ảnh hưởng lắm. Khi mà bị như thế rất là khổ. Ví dụ đi chợ này cũng phải nghỉ vài chặng đường. Đấy, hoặc đi bộ ra hồ, ngay nhà cô sang bên đường là hồ Tây rồi. Nhưng chỉ đi được khoảng 5 phút lại phải ngồi xoa chân. Phải gác chân lên để xoa ấy, nên mình cảm thấy có tác dụng ấy. Thậm chí tay cũng thế, không xách được nặng. Mà trước đây cô làm việc rất là lắm, cô gánh nước cái thứ rất là giỏi. Đấy, hoặc là dạy các cháu học cũng thế, dạy học đàn thế. Ôi giờ mình đứng mình chỉ dạy cháu được vài câu thôi. Đã thôi bà đau chân quá, bà không dậy đâu, bà lại lên giường mà nằm đây. Vì cô để cái đàn ngay cạnh giường trong phòng ngủ của cô, thế là lại lên nằm một tí, cháu xoa chân cho xong rồi lại dậy. Hoặc đứng nấu cơm thế, đứng một tí lại phải để theo một cái ghế ngồi. Ngồi xong rồi là có lúc lại phải bảo thôi cháu đứng bên cạnh đi, cháu làm đi, và đứng phải chỉ dẫn cho, hoặc bằng ngồi phải chỉ dẫn cho. Cảm thấy nó bất lực quá, mà cảm thấy buồn ấy, tại sao mình chưa hẳn là già hẳn mà đã bệnh tật đến ầm ầm như này, mỗi cái chân để đi, một cái tính mình hay đi. Thế rồi đi khiêu vũ cũng vậy, nơi là để giao lưu gặp gỡ bạn bè để xả stress mà. Vừa vui tuổi già thì cuối cùng lại bị cái bệnh như này. Thế là nhìn các bạn kêu vũ thì thèm lắm. Nhưng mà mình ra tập một khi được một bài về lại ngồi thở. Đau chân là một phần mệt ấy. Chắc là do máu huyết nó không lưu thông tốt hay thế nào ấy. Mệt lắm, xong rồi ngồi lại bóp chân một lúc. Nói chung là hơi thất vọng. Không biết là tại sao mình lại biết tới cái sản phẩm Boniven. Và khi mà mình sử dụng thì cô sử dụng với cái liều như thế nào ạ? Ở cái sân tập ấy, người ta mới mách cho là có cái Boniven này hỗ trợ rất là tốt. Thì thực sự là mình cũng rất là sợ mua kiểu qua mách nhau mới qua trên mạng thì sợ lắm, bởi vì là nó thật là thị trường bây giờ cũng không biết thế nào để đảm bảo. Thì người ta khẳng định là yên tâm, Boniven này nhập khẩu rất là tốt, có tem mát là ngoài. Thì cô cũng uống thử thì thực sự là uống cũng thấy cô uống một tuần đầu thì cũng thấy có cảm thấy yên tâm. Cái kiểu nó như kiến cắn ấy, giấm dứt trong chân là không có, không còn cái ngứa chân ấy.
làm sao nó lại cứ ngứa hai cái cẳng chân ấy, buồn cười thế chứ. Đấy, thế là một, cái thứ hai là cái chuột rút, hai cái đấy là rõ nhất. Thế sau đó uống được một tháng thì mình nhờ cháu nội lớn của mình, con để ý cho bà trước khi uống là cái chân bà chụp lên nó màu xanh, những cái đường gân tím xanh ở chân của bà ấy. Sau một thời gian bà uống thì con lại để ý cho bà xem cái mức độ có thuyên giảm không. Thì uống được một tháng thì cháu nó bảo, ôi con thấy nó mờ hẳn đấy bà. Thì tôi nghĩ là cháu đùa thôi, cấm con ấy thuốc tiên rồi mà uống khỏi ngay. Thế nhưng mà thực sự là mình cảm nhận thấy đúng thật, bởi vì cô lại có cái tham gia rất là nhiều câu lạc bộ. Thế mà mặc quần áo nó không tự tin, kiểu mặc váy thì hở chân ra những cái đường xanh tím thì mình cảm thấy nó không tự tin lắm. Thế sau khi mình uống đến tháng thứ hai thì công nhận là hiệu quả rất là rõ rệt. Phía trước thì đằng kheo chân ấy thì đủ các đường gân xanh gân đỏ, rồi mắt cá chân, mắt cá chân bên trong này rất nhiều đường tím đường xanh, nhiều lắm, mà bây giờ nó mờ đi. Thế còn cái chỗ này xin cô xin lỗi này, cái chỗ này này chứ nó như con run nó ngoằn nghèo này này đấy, thì bây giờ nó mờ đấy, cháu thấy không, cô mừng lắm. Thế rồi thỉnh thoảng lại cái vết tự nhiên tím bầm lên, không hiểu là do làm sao mà cô không va đập vào đâu nó bị. Thế nhưng bây giờ thì không bị nữa, bây giờ cô tự tin, cô mặc váy là không xấu hổ rồi, đi khiêu vũ 1-2 bài vẫn bình thường. Hoặc là cô tiêm ven cái hỗ trợ bổ não ấy, chọc ven một cái thì được, xong vỡ luôn. Ôi dồi, tím hết cả chỗ này, tím hết cả đây, chán ơi là chán. Thì cái cô bác sĩ cô ấy bảo là cái thành mạch yếu quá, cho nên là cháu chọc ven được thì xong lại vỡ luôn. Thế nên là cô rất là lo, nhưng mà rất là mừng một thời gian này uống xong. Vui lắm ấy, thực sự rất vui, không cái gì bằng sức khỏe. Chứ trước đây ngồi nhặt mớ rau ấy thì cũng phải đứng lên vài lần để đi đi lại lại, tê chân lắm, không chịu được. Có thời gian nó nặng, nó còn cái chân mình tự nhiên nó căng bóng ra. Tay thì không bị nhưng mà chân nó căng bóng ra. Mà chỉ đứng khoảng 5 đến 10 phút thôi là cảm thấy buồn quá, tôi chết rồi, thế này không có cảm giác về chân tay, sợ lắm. Thế là tiếp tục lại uống. Uống đến đây bây giờ là được 3 tháng rưỡi rồi. Mình thấy rất là vui. Chân nó không có cái hiện tượng căng bóng như trước. Mình đi chợ không thấy mỏi chân. Đấy, mỗi khi là mỏi lắm đấy, nhưng sau 2-3 tuần càng về sau càng hết mỏi. Đấy, sách đồ sách đi chợ ấy. Thậm chí con cô phải mua cho cô cái xe để kéo cơ mà. Bây giờ lại không cần dùng cái xe rồi. Thì trước là sách ấy, không hiểu tay nó cứ như là tay giả, không chịu được. Thì bây giờ thì không cần cả xe rồi, lại trở lại bình thường. Đấy, không còn hiện tượng dấm dứt hoặc lên cầu thang đi thoải mái, đứng dậy cho học đàn thoải mái, hoặc cô ngồi trực tiếp đánh đàn cũng thoải mái. Tất nhiên là tay mình già thì gân cốt nó nổi thôi, nhưng mà nó không còn hiện tượng mỏi tay, tê tay lúc mình chơi đàn nữa. Đấy là vui lắm. Hoặc là đứng nấu cơm ấy, đứng cả buổi nấu cơm không còn e ngại gì cả, không phải ngừng giữa chừng nữa. Nhiều khi các cháu đi vắng đang đun lại phải tắt bếp đi ra đây ngồi, xong duỗi chân ra ghế xoa bóp đã khổ lắm, buồn lắm. Nhưng bây giờ thì hết cái hiện tượng đó rồi, rất là vui. Vui nhất là nó, bệnh nó tiến triển tốt, tiến triển rất nhanh ấy, mình không ngờ nó lại có hiệu quả tốt như vậy. Bây giờ sinh hoạt của cô lại trở lại được gần như bình thường. Đi trước đi cầu thang hay đi đến tầng thứ hai là lại đứng rồi, rất mệt, vừa đau chân vừa mệt, đêm ngủ cũng khổ, cứ lúc nào phải gác chân, rồi thậm chí mua cả cái vớ để đi đấy, quảng cáo của Nhật đấy, nhưng không ăn thua. Nhưng từ ngày dùng cái Bonive này công nhận là hiệu quả tốt lắm, cô rất là tin tưởng cô sẽ tiếp tục dùng. Vậy thì khi mà sử dụng Boniven này tính đến nay là cô dùng được bao lâu rồi, và cô có nhận thấy sản phẩm được cái tác dụng phụ gì không ạ cô? Cô dùng Boniven đến bây giờ là 3 tháng rưỡi rồi, nhưng cô không chưa phát hiện thấy tác dụng phụ, bởi vì cô so sánh với cô dùng thuốc tây ấy, đắp lông ấy, thì rõ ràng biểu hiện luôn. Sau 1 tháng cô thấy đau dạ dày rõ ràng luôn, ăn cơm bạn đau, không ăn đau, đói cũng đau mà nó cũng đau, đấy là cái biểu hiện dạ dày rồi. Tuy là cô không đi khám nhưng rõ ràng nó khác thường đấy. Thế là cô ngừng ngay. Nhưng khi cô uống sang cái này thì cô cũng thăm dò, cũng nghe ngóng, nhưng mà không thấy hiện tượng đó. Đấy mà chỉ có thấy tốt thôi, còn chưa, cô chưa thấy cái phản ứng phụ, không thấy đau bụng như hồi uống trước đây. Đấy mà men gan men ghép thì cô không đi thử đâu, nhưng mà rõ ràng là nó không có cái gì bất thường cho nên cô không đi thử. Chứ nếu mà có bất thường cô đi ngay thì cô cũng cảnh giác lắm. Mà đặc biệt nhá, rất hay cái là cô cũng bị trĩ đấy, mà cô uống này làm sao mà trĩ cũng đỡ đấy cháu ạ. Cô đi vệ sinh ấy, táo bón lắm. À, thực ra nó bị trĩ rồi lại càng ngại đi, chính cái ngại thì lại càng táo bón. Thế mà không hiểu sao dùng mấy tháng cái Boniven này thì cô ngủ dậy là cô đi vệ sinh được, mà không bị ngày trưa đi xong nhá, táo bón quá đi xong thì trĩ nó phải nói như này, xong mình lại phải lấy tay mình đẩy lên chảy máu đấy. Có những lần nó còn bị gọi là phù nề xung quanh hậu môn, xương tấy xung quanh ấy, nó có những cái tròn tròn nhỏ này,
Thế xong cô dùng đây một thời gian thì tự nhiên nó hết lúc nào không biết ấy. Thế bây giờ thì rất đều đặn, vệ sinh hàng sáng ngủ dậy là đi, không còn bị đau rát mà chảy máu, không bị sưng nữa. Thế cô thấy mừng quá đấy, coi như là chủ động là chỉ để hỗ trợ tĩnh mạch mà thế nào lại khỏi cả cái chị. Vâng ạ, vậy thì cũng có một thời gian là bị căn bệnh này nó hành hạ rồi ạ. Và cũng sau khi mà sử dụng những cái sản phẩm, sử dụng những cái giải pháp khác nhau ấy, thì bây giờ thì sức khỏe của cô đã khá là ổn định rồi. Thì không biết là cô có lời khuyên nào với những bệnh nhân mà cũng đang bị cái căn bệnh suy giãn tĩnh mạch này hành hạ không ạ? Cô cũng đã khuyên, nói chung ở lớp học múa của cô và lớp khiêu vũ của cô ấy, rất là nhiều người bị, bởi vì cái tuổi này hình như là ai bị sao ấy, thì người ta cũng ca tháng là chân đau lắm. Thế là cô cũng hỏi chân làm sao, thì bà cũng vén chân lên cho cô xem ấy. Cô bảo tôi không phải là bác sĩ đâu, nhưng mà tôi đã từng bị rồi, tôi biết như này là hiện tượng của giãn tĩnh mạch rồi, thì nên đi khám bác sĩ. Đấy, trước tiên là phải nên vào bệnh viện khám bác sĩ, sau đó thì bác sĩ hướng dẫn sử dụng thuốc theo cái thể trạng của bệnh của mình. Và tôi khuyên là nên dùng thêm cái Boniven này này, hỗ trợ thành mạch, bởi vì bản thân tôi đã dùng rồi mà rất là tốt, hỗ trợ rất tốt luôn, bởi vì là tôi là nhân chứng sống rồi. Vì cùng sinh hoạt với các chị, lúc đầu đấy chân vạch ra cho các chị xem chán không? Gân xanh, gân tím nổi rất rõ, thậm chí có những chỗ nó còn như con run ngoằn nghèo rồi. Thế mà uống có hơn 3 tháng lại như thế này. Thế thì cũng có mấy người mua dùng, thì họ cũng đang nghe ngóng để xem có hợp với thể trạng của họ không. Thì tôi hy vọng là họ cũng được cải thiện tốt như tôi á. Thì vì tôi đã dùng rồi thì chắc chắn là phải đúng, mình không thể nói sai được, vì hàng ngày gặp đi mắt nhau ở câu lạc bộ mà, nói sai thì không ra cái gì cả. Đấy, cho nên là có cái nào mình nói đúng như thế, để cho các bạn mình nó cũng yên tâm mà cùng nhau vui khỏe thì càng vui. Đấy, giúp được nhiều người khỏe mà khỏi được bệnh thì mình cũng vui như họ mà. Dạ vâng ạ, cho cảm ơn cô ạ. Rất là vui vì cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì cũng là chúc cô lúc nào cũng có được cái sức khỏe và sự tươi vui như bây giờ ạ.